Như chiếc MacBook của chúng ta hiện tại đã rất là mạnh rồi. Với những chiếc Mac M1 thì mình thấy rất nhiều anh em sử dụng để design cũng như là sử dụng để edit video. Có một điểm nho nhỏ, một điểm trừ thôi về chiếc MacBook, đó là kích thước màn hình của chúng ta tương đối nhỏ. Với 13,3 inch thì chúng ta làm việc không thể đã được. Và mình thấy rất nhiều anh em cắm những chiếc MacBook của chúng ta ra một chiếc màn hình rời như thế này để chúng ta có nhiều không gian hiển thị hơn, cũng như là nhiều không gian để mà làm việc hơn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em khi mà anh em cắm những chiếc MacBook của chúng ta ra một chiếc màn hình rời thì làm thế nào để tối ưu được hiển thị, cũng như là đây một số những cái kinh nghiệm cá nhân của mình sẽ chia sẻ với anh em. Chúng ta hãy cùng xem trong video này nhé. MacOne số 1 về Mac. Và những cái cách mình sắp chia sẻ với cho các bạn nó không chỉ áp dụng trên những chiếc màn hình to uỳnh như này, mà thực ra chúng ta còn có thể áp dụng cho ngay những chiếc màn hình của chiếc MacBook của chúng ta. Thì chúng ta đến với cái cách đầu tiên mà mình tối ưu đi. Cái cách đầu tiên mình tối ưu thì mình luôn luôn quan tâm đến cái scale resolution của cái màn hình của chúng ta như thế nào. Thì mình có thể chúng ta vào phần quả táo, ấn vào phần System Preferences đây. Chúng ta sẽ vào phần Display. Ở đây thì khi mà mình scale ấy thì trên cái màn hình này của mình có thể chia ra được nhiều cái độ phân giải khác nhau. Như các bạn có thể thấy, nếu mà mình để ở độ phân giải 2048x864 thì những cái pixel của chúng ta sẽ rất là mờ, nó sẽ không được sắc nét. Nên là khi mà mình ấy thì mình sẽ luôn để cái resolution cao nhất có thể để nó cho một cái độ sắc nét nhất, cũng như là cái hiển thị nội dung của chúng ta nó sẽ nhỏ nhỏ đi một chút. Nếu mà các bạn để ở 1080p thì các bạn có thể thấy là cái scale của chúng ta nó sẽ rất là đự, nói chung là nó sẽ không được đẹp cho lắm. Nên là khi mà các bạn sử dụng thì chúng ta hãy vào phần Display và chọn cho chúng ta một cái scale nào mà tốt nhất đối với các bạn khi mà các bạn sử dụng. Đó là về phần đầu tiên. Và phần tiếp theo mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là chúng ta sẽ tối ưu hóa lại những cái icon hay là những cái text của icon đó ở trên desktop cũng như trong Finder. Bây giờ mình sẽ tạo một vài folder ra, các bạn có thể thấy. Ở đây thì bạn có thể thấy folder này nó to nhỏ tùy theo cái mục đích của bạn. Như là ở phần desktop của mình ấy, thì mình thường mình không để ngoài này đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng trên desktop nhiều để truy cập nhanh thì các bạn có thể ấn vào phần Show, chuột phải ở ngoài desktop nhé. Chúng ta ấn vào Show View Option. Ở trong này chúng ta sẽ có thay đổi được kích thước của folder, các bạn có thể thấy đây. Các bạn thay đổi sao cho các bạn phù hợp nhất, mà cảm thấy các bạn phù hợp nhất này, cũng như là grid spacing. Cái này là khi mà mình ấn stack thì nó sẽ vào các ô như thế này, thì các bạn có thể lựa chọn là xem là nó có những cái khoảng cách khi mà chúng ta đã căn ô rồi ấy, thì nó sẽ xa hay là gần. Thường thì mình cũng không dùng stack lắm, mình chỉ trong Finder mình có dùng thôi. Đấy là text size. Nhiều khi là các bạn để ngoài này với một màn hình lớn, chữ nó rất là nhỏ, mà các bạn đang ngồi ở một vị trí tương đối xa chẳng hạn, mà tăng text size lên, các bạn tăng text size lớn hơn cho trông nó phù hợp hơn. Ok, tiếp đến là ở trong Finder chúng ta cũng làm như vậy. Đây là Finder của mình. Những cái file mình để ở đây hay là những phần download này thì mình có thể ấn chuột phải vào, mình ấn vào Show View Option. Cũng tương tự như ở bên ngoài. Ngoài ra chúng ta có thể group by, là nó sẽ sắp xếp theo những cái ô date added này, là những cái ô mà thêm vào ngày, theo chia theo ngày. Hoặc là chúng ta có thể ấn vào phần sort by này, là sẽ sắp xếp thứ tự. Ok, mình đến phần chính đi. Phần chính của chúng ta đây là chúng ta vẫn có thể tăng giảm được cái icon này sao cho phù hợp. Đây là một điều rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là hiệu quả dành cho anh em khi mà anh em sử dụng. Khi mà anh em có thể sắp xếp file trong Finder, những cái hiển thị này mình thấy rất là quan trọng. Cũng như đó là text size. Text size thì các bạn để chữ lớn, chữ nhỏ phụ thuộc vào cái nào mà bạn quen hơn. Ngoài ra thì chúng ta có thể thay đổi được cái tên nhãn của nó, là sẽ đặt ở phía dưới phần icon hay là nằm ở bên phải như ở đây. Đó, thì tùy vào các bạn sẽ cảm thấy thế nào là chúng ta phù hợp nhất mà thôi. Ok. Một phần tiếp theo đó là về phần dock và phần menu bar của chúng ta. Như các bạn cũng đã thấy, đây là giao diện mặc định khi mà chúng ta mở Premiere hay mở Photoshop, cũng như là mở Google Chrome chúng ta duyệt web. Nhưng mà khi mà mình sử dụng ấy thì mình sẽ không để automatically hai phần dock này, tức là chúng ta không để tự động ẩn phần dock, mà mình thấy có rất nhiều bạn để tự động ẩn, nhưng mà khi chúng ta cần chủ động ấy thì nó lại không được chủ động như ý chúng ta muốn. Thay vào đó mình sử dụng hotkey. Mình gắn hotkey của cái phần ẩn dock này bằng nút command cộng nút gạch chéo như này. Mặc định của chúng ta sẽ là command option D, nhưng mình đã sửa lại để cho sao nó phù hợp nhất với mình. Khi mà các bạn đã ẩn phần dock như thế này thì các bạn chỉ cần double click vào thanh ba ở trên là chúng ta đã full màn hình. Như bạn đã thấy đấy, thì cái nội dung làm việc của mình nó rất là tập trung, và toàn màn hình này của mình chỉ để là nội dung để mình làm việc thôi. Tiếp đến ở phần Photoshop cũng như vậy. Khi mà các bạn đã ẩn thanh doc đi một cách chủ động rồi, chúng ta double click vào đây, chúng ta có một nội dung hoàn toàn focus vào cái nội dung chúng ta đang làm việc thôi. Ngoài ra thì các bạn vẫn có thể triệu hồi thanh doc lên một cách rất là nhanh, mà chúng ta không nhất thiết phải giơ chuột xuống để mà triệu hồi lên. Thì đây là một cái kết hợp giữa phím tắt mà mình thấy sử dụng rất là hay. Và ở với những phần mềm như Photoshop hay là Premiere thì cái thanh menu bar này mình thấy nó không nên ẩn đi, mà thanh menu bar này nên luôn luôn hiện để mà chúng ta có rất nhiều option khi mà chúng ta sử dụng hai phần bộ phần mềm này. Ngoài ra thì khi mà các bạn duyệt web, mình cũng không bao giờ bị ẩn thanh doc này đi khi mà mình sử dụng duyệt web, bởi vì mình sẽ sử dụng một phím tắt là Command Control cộng với nút F để mình vào chế độ Full Screen. Ở trong chế độ Full Screen này thì các bạn cũng đã thấy rồi đấy, toàn màn hình của chúng ta là nội dung duyệt web thôi, xem rất là đã phải không nào. Đó là những cái chia sẻ của mình về cái phần doc và phần menu bar. Và phần tiếp theo mình muốn hướng dẫn đến cho các bạn đó là chúng ta sẽ chia màn hình, chia đôi màn hình sao để cho chúng ta có khả năng làm việc tốt nhất. Thì mình sẽ demo đi, mình sẽ bật một cái tab Chrome lên, mình sẽ phóng to nó lên. Và các bạn hãy chỉ chuột vào góc trái trên màn hình ở cái phần màu xanh ấy, thì chúng ta sẽ có một ba option, đó là vào full màn hình này, chia Windows sang bên trái của màn hình và chia Windows sang bên phải của màn hình. Thì mình sẽ chia Windows sang bên trái của màn hình. Và phần còn lại thì bạn sẽ cần phải bật một ứng dụng nào đó lên, ví dụ như là Finder chẳng hạn. Bạn có thể vừa vào web và vừa duyệt file hoặc là vừa dùng Word. Mình sẽ sử dụng Word cho nó trực quan đi. Ok, mình sẽ vừa có thể dùng Word, vừa có thể... Đó là một cái mình thấy các bạn dùng rất là nhiều. Các bạn vừa tạo một văn bản trên Word, chúng ta vừa có thể duyệt file, có thể tìm những cái thông tin ở trên mạng để chúng ta có thể kéo từ bên này qua bên này rất là nhanh. Ngoài ra thì ở cái phần Split View mà Apple mặc định trong những chiếc máy chúng ta có, thì các bạn có thể thay đổi được kích thước. Giống như là ở bên này phần văn bản, bây giờ mình sẽ mở tạo một văn bản đi. Khi mà các bạn tạo một văn bản chẳng hạn, các bạn sẽ cần resize kích thước sao cho phù hợp hơn. Đây, mình làm lại nhé. Mình mở cái Chrome mình lên. Đây, sẽ mở cái Word này đi. Mình sẽ replay lại, mình sang bên này. Ok, đây là một cái văn bản các bạn cần resize sao cho nó hợp lý. Thì các bạn nó có thể tìm kiếm file và các bạn tải về. Để chúng ta có thể làm việc một cách hiệu quả nhanh nhất khi mà các bạn làm việc như thế này. Ok, thực ra là đây là một ứng dụng có sẵn của Apple, nên là nhiều ứng dụng chúng ta sẽ không thể có thể chia màn hình này được như thế này được. Ví dụ như là mình có thể để ứng dụng như là Premiere chẳng hạn, mình không thể chia màn hình được. Khi mình chia thế này thì quýt này nữa. Khi mà mình chia sang bên trái thì các bạn thấy ở ô bên phải chúng ta sẽ không có option lựa chọn là có thể hiển thị Split View đối với ứng dụng như là Premiere hay là Photoshop. Nên là mình có một phần mềm muốn hướng dẫn cho các bạn, có thể giới thiệu đến cho các bạn đi. Đó là phần mềm tên là Magnet. Phần mềm này thì cho phép chúng ta, các bạn sẽ tải về, và link tải thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Thì phần mềm này cho phép các bạn có thể là chia màn hình theo các bạn muốn. Mặc dù là một phần mềm thứ ba thôi, nhưng mà cái khả năng tương thích của nó thì mình đánh giá là cũng tương đối là ok thôi. Sau khi các bạn tải về thì các bạn cài đặt bình thường. Chúng ta double click vào file Magnet này, chúng ta ném nó vào phần Application. Mình thì đã cài rồi, mình cũng sử dụng rồi. Và sau khi các bạn cài về thì các bạn ở phần Launchpad, bạn kéo lên vào phần Magnet ở đây. Thì bước đầu tiên thì máy cũng sẽ phải hỏi cách để cấp quyền ấy. Mình thì đã cấp quyền rồi nên mình cũng phải chia sẻ lại luôn. Các bạn vào phần quả táo, đó là phần System Privacy. Chúng ta sẽ vào phần Security and Privacy ở đây. Sau đó chúng ta kéo xuống. Ở trong phần Privacy nhé, chúng ta kéo xuống ở phần Accessibility. Chúng ta nhập mật khẩu. Và các bạn tích vào phần Magnet ở đây để cho máy chúng ta có quyền để có thể thực thi những hành động khác. Ok, giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại đi. Bây giờ mình muốn đẩy cho cái ô cửa sổ Chrome này sang bên phải của màn hình và ô Premiere sang bên trái của màn hình. Thì mình sẽ ấn vào phần góc ở trên này, hoặc các bạn có thể kéo và bấm giữ đặt ở góc như này thì cũng được. Đây cũng là một cách nhanh, hoặc là các bạn ấn vào trên thanh menu bar của chúng ta và chúng ta lựa chọn những cái option để chúng ta có thể mà điều chỉnh sao cho hợp lý nhất, thì phù hợp nhất với bản thân các bạn. Thì như vậy là đây là một phần mềm cũng rất là hữu ích khi mà các bạn sử dụng đa tác nhiệm màn hình trên những chiếc màn hình lớn như là thế này. Và vừa rồi là những cái kinh nghiệm cá nhân mình đúc kết ra khi mình sử dụng những chiếc MacBook trên những chiếc màn hình lớn như thế này. Hy vọng video này có thể giúp các bạn có thể tự mình tối ưu được cái không gian làm việc của các bạn cũng như cải thiện cái workflow của bạn một cách tốt nhất. Và nếu các bạn nào có những cái cách cải thiện, những cái cách tối ưu cái không gian làm việc của chúng ta trên những chiếc macOS thì các bạn hãy để lại dưới phần bình luận của video này nhé. Đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của MacOne để chúng mình có nhiều động lực ra video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.